Các anh chị mình ơi, hôm nay Hương lên cho anh chị một mảnh vườn với tổng diện tích là hơn 1 mẫu tư nha các anh chị. 1,4 hecta hay còn gọi là 14.000 mét vuông á. Và đây là một vườn cây ăn trái luôn ha. Rất nhiều loại cây luôn các anh chị nè. Đây, cây sầu riêng. Còn đây là cây cây chôm chôm. Đây là cây sầu riêng. Bên đây thì có cây bơ, cây thanh long. Có cây măng cụt nữa các anh chị. Đó, đầy đủ các loại cây cho mình luôn ha. Rồi, mời các anh chị xem hết video để biết mọi thông tin chi tiết về mảnh vườn trái cây với tổng diện tích hơn 14.000 mét vuông này ha. Nhận review, gửi bán bất động sản chính chủ khu vực Đồng Nai. Rồi, xin chào tất cả các anh chị mình đã đến với kênh Kim Hương Nhà Đất Đồng Nai ha. Thì ngày hôm nay Hương lại đang có mặt tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai nha các anh chị. Đó, và ngày hôm nay như đầu video Hương có giới thiệu á, là Hương lên cho anh chị một mảnh vườn với tổng diện tích là hơn 14.000 mét vuông luôn. Và mảnh vườn của mình thì nó có rất nhiều loại cây ăn trái luôn nha các anh chị. Đây, như trên màn hình các anh chị đang thấy á, thì có thanh long nè, bơ nè, sầu riêng nè, dừa nè, chuối nè, chôm chôm nè. Rất là nhiều loại cây ăn trái luôn các anh chị ha. Và cái vườn này nó bạt ngàn luôn á. Đó, thì trước tiên Hương sẽ đi từ vị trí đất của mình đi ra bên ngoài cái con đường từ bên ngoài cho các anh chị xem trước ha. Thì miếng đất của mình là các anh chị, hiện trạng của nó thì đang là đất trồng cây lâu năm, nhưng mà nó có một nửa đất được phủ hồng toàn bộ rồi. Được phủ hồng một nửa đất rồi, là quy hoạch là đất ở tại nông thôn đó các anh chị. Và cái phủ hồng đó nó bám mặt đường hiện hữu luôn ha. Nên là anh chị mình về có thể lên thổ cư bất cứ lúc nào luôn nha các anh chị. Đó, mình vườn trái cây mà mình lên được thổ cư thì rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Ở đây thì điện là kéo sẵn vô tới đất cho mình luôn rồi các anh chị ha. Người ta vẫn ở trong đây chăm vườn và sử dụng điện bình thường ha, sinh sống sinh hoạt bình thường. Đấy, thì cái thế đất của mình nó hơi thấp so với mặt đường nha các anh chị. Đấy, như trên màn hình các anh chị đang thấy nè, đất của mình phải đi lên một cái dốc rất là cao luôn mới tới được cái mặt đường ha. Và con đường trước đất của nó thì hiện tại đang là đường đất thôi. Đó. Và từ vị trí đất của mình mà đi ra con đường sông Nhạn Dầu Dây á, nó rơi vào khoảng đâu đó 1 km nha các anh chị. Đấy, miếng đất của mình là các anh chị đã được vây rào toàn bộ luôn rồi, vây rào lưới B40 ha. Và Hương sẽ đi phía bên ngoài này để quay cái vườn cho các anh chị ha. Đó, anh chị thấy không, quá trời quá đất cây luôn. Vườn chôm chôm sầu riêng rất là nhiều. Cây sầu riêng này đâu đó tầm chục năm tuổi nha các anh chị. Và đến mùa sầu riêng á, thì nó sẽ cho mình thu hoạch trái rất là nhiều luôn ha. Đây, đường trước mảnh đất của mình, đoạn thì đường đất, đoạn thì đường chung chữ ê đường đoạn thì đường đất, đoạn thì đường bê tông ha. Đó, thì mảnh đất của mình như Hương nói khi nãy là nó có một nửa bám đường này là quy hoạch phủ hồng rồi ha. Và nó bề ngang bám con đường này tới 88 m luôn nha các anh chị. Sâu xuống một cạnh thẳng thì là 150 m, còn cạnh kia thì nó hơi méo một tí. Và phía sau đất của mình thì nó có một con suối ha. Thì từ vị trí đất của mình mà đi ra ngoài con đường đi ra ngoài khu công nghiệp Dầu Dây á, nó mất khoảng 4 cây ha. Còn mà đi ra đường điểm cao tốc lên điểm lên cao tốc Long Thành Hồ Chí Minh Dầu Dây á, thì nó mất cũng khoảng 4 cây luôn. Còn mà đi ra ngã tư Bưu Điện Dầu Dây thì nó rơi vào khoảng 8 km các anh chị ha. Đấy, cái vườn rộng bạt ngàn luôn các anh chị ạ. Thì hiện tại là Hương đang quay về phía bên ngoài cho các anh chị dễ nhìn hơn. Tổng diện tích mến này thì là 14.000 mét vuông nha các anh chị. Trong đó là có sẵn là 4.500 là được quy hoạch là đất ở tại nông thôn rồi, tức là hơn 4 sào là quy hoạch đất ở tại nông thôn á. Thì anh chị mình muốn lên bao nhiêu thổ cư thì lên ha. Theo như Hương tìm hiểu thì khu vực này lên 1 mét vuông thổ cư nó rơi vào khoảng 2 triệu 1 mét vuông nha các anh chị. Hương nhắm chừng cỡ đó thôi, tại vì nó không có chính xác đến từng vị trí được ha. Đó, nên là mình có thể tính sơ thôi, chứ đừng có áp vào rồi tính kỹ quá. Bên trong thì người ta có
làm một cái nhà kiểu nhà tiền chế để người ta trồng vườn thôi các anh chị ạ. À, một vườn cây luôn, đầy đủ tất cả các loại cây cho mình luôn, sổ hồng riêng sẵn sổ luôn nha các anh chị. À, và miếng đất của mình thì nó thuộc Xuân Quế Cẩm Mỹ Đồng Nai ha. Hiện tại thì anh chị cũng biết bất động sản thời điểm này mức giá của nó rất là đứng luôn. Hiện tại thường là những chủ nào mà người ta rất là kẹt tiền á, vì người ta dùng đòn bẩy tài chính quá nhiều thì người ta mới phải bán trong thời điểm này thôi các anh chị. Còn mà tiền người ta rủng rỉnh á, thì một là người ta không bán, người ta để đó, để qua thời điểm này tới thời điểm sốt đất người ta sẽ bán sau. Hai là người ta sẽ vẫn bán nhưng mà người ta treo một cái mức giá ở trên trời đó, để cho mình có thể thích thì mua, mình không thích thì thôi, cũng không ảnh hưởng gì tới họ bởi vì họ không có bị vướng bận gì hết. Đấy thì mảnh vườn này hiện tại chủ đang bán với một mức giá là 18 tỷ cho một mẫu tư này các anh chị ha. 18 tỷ đó, thì theo Hương thấy mức giá này nó cũng hơi chát. Trong thời điểm này mức giá này hơi chát, tại vì về cái vị trí thì vị trí ở đây nó cũng khá ok, nó cũng gần với khu công nghiệp, cũng gần với đường cao tốc, rồi đất thì nó cũng được phủ hồng hơn 4 sào rồi, mà nó bám mặt đường bê tông này tới hơn 88 mét, nhưng mà chỉ có đoạn này là đường bê tông thôi, còn lại là đường đất và rất là vắng dần. Đây Hương quay xung quanh cho các anh chị xem nè, là đây là cả một rừng cây luôn. Dân cư thì rất là thưa thớt. Đấy thì nói chung là mỗi mảnh vườn là mỗi nhà dân mà cứ một mảnh thì tới hơn một mẫu như thế này, thì dân cư rất là thưa thớt luôn ha các anh chị. Và như khi nãy Hương chạy từ ngoài đường sông Nhạn vào đây á, là dân rất là ít luôn, cho nên là cái mức giá này Hương thấy nó cũng khá chát ha. Nhưng mà nếu mà anh chị nào mà yêu thích một mảnh vườn với tổng diện tích hơn một mẫu á, đang tìm một miếng vườn hơn một mẫu mà đủ loại cây ăn trái và đang cho thu hoạch á, thì miếng này cũng được. Tại vì nó đã quy hoạch là đất ở tại nông thôn rồi các anh chị. Mình có thể lên đầu tư và xây nhà ha. Đường thì cũng đường hiện hữu nữa. Đường này thì khá rộng nha. Đường này nó vẫn lọt cho một ô tô các anh chị ha. Đấy, đường xe tải con ra vào thoải mái luôn nha các anh chị. Cho nên là anh chị nào mà quan tâm tới mảnh vườn này á, thì cứ liên hệ với Hương theo số điện thoại Hương để ngay trên góc trái màn hình nhé. Đấy. Ngoài ra thì cái con đường trước đất đó các anh chị, theo quy hoạch 2030 á, thì nó sẽ mở rộng đường, nhưng mà không biết khi nào thôi, và không biết là có thực hiện hay là không thôi. Đó, thì bây giờ Hương sẽ kiểm tra luôn cái phần quy hoạch cho các anh chị ha. Rồi thì miếng đất của mình đây các anh chị ha. Đó, miếng đất có tờ 17 thửa 6, diện tích là 14.197 m², hay còn gọi là một mẫu tư đó các anh chị. Đấy, và đất của mình thì hiện trạng đang là đất trồng cây lâu năm nhé, nhưng mà đã có hơn 4 sào rưỡi được quy hoạch là đất ở tại nông thôn rồi. Đây thì anh chị có thể lên thổ cư như là Hương nói trong video ha. Và miếng đất của mình bám mặt đường bên ngoài hiện hữu tới 88,6 m luôn, sâu xuống thì một bên là 150 m, còn một bên thì méo mó quanh co. Cái bên méo mó thì nó cạnh suối luôn nha các anh chị. Đấy, một vườn trái cây cạnh suối ha. Còn con đường trước đất á, thì trong tương lai theo quy hoạch 2030 nó sẽ được mở rộng lên nhé. Còn có được mở, thực sự có được mở, có được triển khai hay không, hay là khi nào mở thì em cũng không biết ha. Rồi thì từ vị trí đất của mình, nó rất gần với lại cái đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây luôn. Đây, rất là gần luôn nha các anh chị. Gần đường cao tốc thôi, chứ còn mà cái điểm lên cao tốc thì cũng đây, cũng khá xa ha, từ đất tới đây. Rồi ngay bây giờ Hương sẽ đo từ vị trí đất của mình ra những cái tiện ích xung quanh cho các anh chị xem ha. Rồi vị trí miếng đất của mình đây nè các anh chị. Đây ha. Đó, thì từ vị trí miếng đất của mình mà đi ra ngoài đường, rất gần với đường cao tốc luôn nè các anh chị. Còn từ vị trí đất mà đi ra ngoài đường Dầu Dây Sông Nhạn á, thì nó mất khoảng 700 m thôi ha. Đây mình sẽ đi chỉ có nhiêu đây thôi.
Đó là ra tới Dầu Giây Sông Nhạn ha. Và mình rẽ phải á, thì mình sẽ đi về hướng Bưu điện Dầu Giây. Đây các anh chị ha, khu công nghiệp Dầu Giây. Còn mình rẽ trái thì mình sẽ đi thẳng ra đường Hương Lộ 10, là đường tỉnh 770 á, là sẽ hướng về sân bay Long Thành ha. Rồi, ngay bây giờ Hương sẽ kiểm tra từ vị trí đất của mình đi ra ngoài những cái mốc điểm đó nó mất khoảng bao xa nhé. Đầu tiên đi ra sân bay Long Thành trước các anh chị ha. Đây, 20 km nha. Còn mà đi ra ngoài đường Dầu Giây Sông Nhạn. Đây, 750 m thôi nha các anh chị. Còn mà từ đây mà đi ra ngoài cái đường cao tốc, điểm lên cao tốc á các anh chị, điểm lên cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây ha. Đó thì nó mất 4 cây. Còn mà từ đất đi ra ngoài Bưu điện Dầu Giây là 8 cây ha. Hương sẽ đo hết mọi vị trí để anh chị tùy những từng khu vực anh chị có thể biết được là từ từ vị trí đất của anh chị đi đến miếng đất khoảng bao xa, nhắm chừng khoảng bao xa ha. 43 km về thành phố Biên Hòa nha các anh chị. Còn về thành phố Hồ Chí Minh thì 85 km ha. Mình sẽ đi theo đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây nè. Rồi bắt đầu mình sẽ xuống ở điểm giao chỗ gần ngã tư Dầu Giây. Rồi sau đó mình sẽ đi theo đường Dầu Giây Sông Nhạn, mình đi thẳng tới đây luôn ha. Đấy. Rồi thì mọi thông tin Hương đã chia sẻ đến tất cả các anh chị rồi. Anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này á, cứ liên hệ với Hương theo số điện thoại Hương để ngay trên góc trái màn hình nha. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi video. Hương xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video lần sau nhé. Rồi, bây giờ anh chị thấy mảnh vườn này như thế nào ạ? À, Hương đi quanh thêm một quanh nữa cho các anh chị xem nhé. Đây thì trồng sầu riêng và măng cụt là hai loại trái mà có mức giá khá là đắt khi mà mua ha. Nhất là sầu riêng. Muốn ăn trái sầu riêng thì cũng đắn đo dữ lắm mới mua được. Ở trong đây thì trồng đủ loại luôn các anh chị. Cây bơ cũng có, thanh long cũng có, cây xoài cũng có ha. Phía đằng sau đất mình thì nó có một con suối. Bơ rụng quá trời luôn này các anh chị. Đấy, bơ rụng quá trời luôn. Hiện tại là Hương đang đi quay lúc 12 giờ trưa các anh chị ha. Cũng hên hôm nay trời mát. Rồi anh chị nào mà quan tâm tới mảnh vườn này á thì liên hệ với Hương theo số điện thoại Hương để ngay trên góc trái màn hình ha. Và ngoài ra anh chị cũng có thể liên hệ với Hương theo Zalo, rồi Hương sẽ gửi đến mọi thông tin chi tiết như là sổ hay là vị trí đất cho các anh chị rõ ha. Rồi bây giờ Hương sẽ bay một đoạn flycam để cho các anh chị nhìn tổng quan hơn về khu vực này nhé. Chứ ở đây cũng là vườn thôi, cũng không có gì để nói nhiều. Mời các anh chị xem phần flycam để biết rõ mọi thông tin xung quanh miếng đất của mình ha. Rồi đây trước màn hình các anh chị là miếng đất của mình nè các anh chị. Đó có căn nhà tiền chế ở bên trong đó ha. Rồi thì ngay bây giờ Hương sẽ bay từ vị trí đất đi ra ngoài con đường sông Nhạn Dầu Giây. Và cùng với đó thì đi ra ngoài con đường cao tốc cho các anh chị luôn. Rồi thì như trên màn hình á các anh chị, phía bên mạn phải á thì là người ta trồng một rừng cây luôn ha. Còn phía bên mạn trái này thì đa phần là nhà vườn trồng cây ăn trái thôi. Đó, và ngay trước màn hình các anh chị đang thấy con đường đó là đường cao tốc nha các anh chị. Đấy là đường cao tốc ha.
Còn đường sông Nhạn Dầu Dây là đường ở đây, ngay phía dưới này luôn. Ôi trời mưa rồi, Hương phải quay về thôi. Rồi thì tất cả mọi thông tin chi tiết Hương đã gửi đến tất cả các anh chị rồi. Anh chị nào mà quan tâm tới mảnh vườn này á thì cứ liên hệ với Hương theo số điện thoại Hương để ngay trên góc trái màn hình ha. Rồi Hương xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video lần sau nhé.